tin báo từ quần chúng nhân dân và công tác trinh sát địa bàn. Vào khoảng 14 giờ ngày 15 tháng 4, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Lạt đã kịp thời bắt giữ nhóm thanh niên đua xe trái phép tại khu vực sân bay Cam Ly, thành phố Đà Lạt. Tại hiện trường, lực lượng công an đã tạm giữ 6 phương tiện xe máy của 6 đối tượng đua xe trái phép. Tuy nhiên, ngoài 3 đối tượng bị bắt giữ tại chỗ, 3 đối tượng còn lại đã trốn khỏi hiện trường. Khi mà các đối tượng đua thì báo cáo các đồng chí là đua hai cái đối tượng đua chính ấy, thì chạy tốc độ khoảng 130 đến 140 km/h thì rất là nguy hiểm, nếu mà chúng tôi tổ chức bắt ngay thì nguy hiểm. Tuy nhiên thì chúng tôi đã bố trí lực lượng và các cái biện pháp nghiệp vụ thì đúng 14 giờ 30 thì chúng tôi đã bắt được tổng cộng là 6 phương tiện cùng với 3 đối tượng. Trước mắt thì bây giờ chúng tôi sẽ đưa các đối tượng này về khai thác có hay không có cái hình thức đua xe cá cược. Hầu hết các phương tiện mà các đối tượng dùng để đua xe trái phép đều là xe phân khối lớn, tự độ chế, thay đổi kích thước xe. Bước đầu khai thác thông tin, các đối tượng khai nhận là Hoàng Công Trường sinh năm 1995, Nguyễn Phúc Hậu sinh năm 1997 và Nguyễn Hoài Phi sinh năm 1995. Tất cả đều thường trú tại thành phố Đà Lạt. Việc ngăn chặn và kịp thời bắt giữ nhóm thanh niên tụ tập đua xe trái phép là thành tích đáng ghi nhận của lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Lạt, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.